Sơn Spec chung tay cùng bạn. Em chào anh Thi. Chào Ngọc Hân. Dạ, ngày nay thì em đến công tác ở thành phố Huế, thế là có dịp đến thăm anh cũng như là công trình kiến trúc mà anh em mình đã từng nói chuyện rồi. Thôi mình mời Ngọc Hân vào để mình giới thiệu kỹ hơn về tác phẩm của mình. Dạ vâng ạ. Anh Thi này, em quan sát thấy như là ngôi nhà này của mình là hướng Nam đúng không anh? Đúng rồi. Hướng Nam là từ xưa ông bà quan niệm là hướng tốt, đón gió mát vào nhà. Dạ. Nó càng các cái ánh nắng gắt. Vâng, em thấy rằng là ngôi nhà này rất là đẹp, nhưng mà em cũng chưa biết rằng là cái điểm nhấn chính của nó trong cái phần thiết kế của anh là gì ạ? Điểm chính trong cái ngôi nhà này là mình lấy yếu tố khí hậu khắc nghiệt ở Huế làm chủ đạo. Mùa nắng là nóng, mùa đông là mưa nhiều, mà lạnh. Thế là mình phải tận dụng các cái khí hậu giống như ngôi nhà mình, nó cộng sinh với cái môi trường xung quanh vậy. Vậy anh đã đưa vào cái ngôi nhà này những cái giải pháp như thế nào để nó có thể hài hòa với cái không khí cũng như là cái thời tiết ở nơi đây ạ? Giải pháp đầu tiên là tường bao quanh mình làm dày, nó cách nhiệt, rồi còn chống ẩm, rồi mái mình đưa ra bốn phía. Thì rất là đẹp rồi. Thế nhưng mà anh có những cái điểm nhấn nào để tạo được cái sự khác biệt cho cái công trình của mình ạ? Khi mở ngôi nhà thì Ngọc Hân có thấy cái điểm đặc biệt đó không? Đó chính là cái mái nhà. Đấy chính là cái phần mái nhà mà được tách đôi rồi đúng không anh? Thì ngoài cái đẹp ra thì mình còn nghĩ đến cái khoa học là cái thông gió trong ngôi nhà này. Vì nhà ở hướng Nam cho nên là mình muốn là gió nó đi vào nhà hướng chính và nó ra thông ra, thì chính là cái thông ra ở giữa hai cái mái đó. Cái đường mà tách đôi giữa hai cái mái nhà đấy chính là cái đường thông gió để giúp cho ngôi nhà đón được nhiều cái hướng gió nam mát mẻ và tạo cái không khí trong lành cho ngôi nhà đúng không ạ? Và cái điều đặc biệt á, thì trong nhà mình đã bố trí một cái giếng trời nó dài theo chiều dọc của nhà đây. Thì cái giếng trời này giống như chia sẻ gió cho nguyên ngôi nhà này. Nó thông từ ngoài vào rồi nó luồng bên dưới lên trên, rồi nó thoát ra trên cái mái đó. Em thấy rằng là cái mái nhà này rất là đặc biệt, nó không chỉ có cái đường tạo gió ở giữa mà nó còn rất là dài nữa. Chắc hẳn đây cũng chính là một trong những mục đích mà anh đã đề đặt ra trước khi mình thiết kế ngôi nhà này đúng không ạ? Điều đặc biệt là nó chia dài ra, nhưng mà không phải hướng nào nó cũng dài theo cái hướng mà nó càng nặng hướng Tây và hướng Đông. Còn hướng Nam thì không cần phải chia ra nhiều. Hướng Nam thì là mình hạn chế để mình có thể đón gió vào đúng không ạ? Đúng rồi. Cái mái nhà mà nó tách ra như vậy thì chúng ta sẽ phải để ý đến cái vấn đề là thấm nước này, rồi là chống nước vào cái ngôi nhà ở chính cái đường khe đấy. Thì anh đã giải quyết được vấn đề đấy như thế nào ạ? Cái khe đấy á, là mình sẽ đưa vào trong để cho nó cản được cái hướng gió làm lành đi. Cái khe đó là làm như cái lam, và mình được che giấu bởi hai cái bức tường hai đầu. Còn ở giữa đó thì mình có một cái mái để mình che lại cái mảng bê tông ngay ở giữa. Như vậy là chúng ta sẽ giải quyết được cái vấn đề là chống thấm hay là dột cho ngôi nhà đúng không ạ? Anh Thi này, anh nghĩ rằng là vào mùa hè thì ngôi nhà này rất là mát rồi, bởi vì là có hướng Nam này, rồi là có những cái đường tạo gió để giúp không khí trong lành như anh vừa nói. Nhưng mà vào mùa đông như thế này thì anh có những cái giải pháp như thế nào để hạn chế bớt cái gió cũng như là không khí lạnh cho ngôi nhà? Mùa đông thì mình dùng kính nhiều trong cái nhà này, có nghĩa là nhà này nó mở ra nhiều, nhưng thật ra là cửa kính. Rồi mình chọn những cái hướng nó hút gió mùa đông mình có thể mình mở ra được. Thì đặc điểm là trong ngôi nhà này là có những cái cũng là một ngôi nhà ở bình thường nên có những cái song sắt bảo vệ. Thì mình đã chọn vào những cái song sắt bảo vệ đâu vào những cái hướng gió tốt để mình có thể mình mở ra và ngủ lấy gió thiên nhiên. Mình chọn hướng gió tốt và mình mở đúng cái cửa đó. Nhưng mà vì cái vấn đề thứ nhì là cái an toàn cho nên mình
chỉ chọn đúng những cái vị trí gió tốt, mình mở cái cửa nó có bóng sắt thôi, còn lại mình để cửa trống, dùng kính cường lực để nhìn ra thấy cảnh quan xung quanh. Mình giới thiệu với Ngọc Hưng là đây là tầng 2, là không gian riêng của ngôi nhà này. Dạ. Gồm có cả phòng ngủ và cả phòng sinh hoạt. Đây chính là cái phần giếng trời mà anh vừa giới thiệu đúng không ạ? Là đường gió đó. Thì gió nó từ bên ngoài công trình đi vào từ hướng nam, đi qua đường gió. Dạ. Thì chính cái đường gió này nó san sẻ gió cho tầng 1 và tầng 2 của ngôi nhà này. Gió hướng nam đi vào san sẻ xong rồi nó thoát ra bên ngoài từ phía trên. Em để ý rằng là cái phần cửa của ngôi nhà này mà mình đi ra ban công thì nó dường như trông hơi giống với phần lam như ở những cái ngôi nhà mà để họ dùng để chắn nắng này hay là chắn gió đúng không anh? Cái này vừa chắn nắng hướng Tây rồi, nhưng mà có cái đặc điểm là mình ghế như vậy thì ánh nắng luôn đi vào nhà, có nghĩa là hướng nam, cho nên là nó không có sợ nắng gắt và khi nào mình cũng chào đón nó vào nhà. Em thấy thường là ở các ngôi nhà thì cái phần cầu thang là hay bị thiếu ánh sáng này, rồi là cũng hơi bí nữa. Thế nhưng mà ở ngôi nhà này thì đặc biệt là rất là sáng, rất là thoáng khi mà chúng ta đi lên cầu thang. Không nhận ở vị trí cầu thang mà toàn bộ ngôi nhà này cả những vị trí khác nữa, mình bố trí cửa rất là nhiều. Tùy theo vị trí mà mình bố trí. Cái nhà này thì cái cầu thang mình mở cửa rất là nhiều. Một ô cửa nhỏ để thông gió và một ô cửa lớn kính cường lực để lấy sáng. Cho nên là quanh năm dù có mùa đông hay mùa hè đều nó có ánh sáng hết. Và điều đặc biệt thì mình nhìn ra màn kính lớn nhìn thấy cảnh quan, cái cảnh bên ngoài rất là đẹp. Dạ, và em thấy dường như là cái đèn rất là đẹp này cũng chỉ để trang trí thôi, chứ không có tác dụng mà cần phải ánh sáng nhiều từ nó đúng không anh? Đúng rồi, những cái đèn mà hơn thấy đó thì chỉ mang tính chất trang trí và chiếu sáng vào buổi tối thôi. Vâng, ngày không cần phải bật cái gì hết. Vâng, đúng là em thấy với một cái khoảng không gian sáng như thế này, với hai cái cửa sổ thì vào mùa đông hay mùa hè thì chúng ta cũng đều có cái không khí cũng như là có ánh sáng, phải không anh? Về mùa đông mùa hè những cái cửa này giúp cho chúng ta là ánh sáng và không khí đổi lưu. Mà em để ý rằng là đứng ở đây thì mới nhận thấy rằng là trong tất cả những cái khoảng không gian như là ở trong căn phòng này hay là ở chính cái khoảng thông tầng này thì cũng đều có ánh sáng, đều có gió bởi những cái cửa kính này rồi là những cái lan đúng không anh? Hưng đứng đây nhìn quanh thấy chỗ nào cũng sáng, bởi vì là xung quanh mình tùy vị trí mình bố trí rất là nhiều cửa, cả cái lan lấy gió mà cửa lấy sáng quanh nhà, cho nên là mùa đông hay mùa hè thì cũng là có đầy ánh sáng, không cần phải bật điện. Ngày hôm nay đến với thành phố Huế thì em được đến thăm ngôi nhà của anh. Em rất là thích bởi vì nó vừa đẹp này, nó lại vừa có cái tính hiện đại và có được cái nét trầm mặc rất là riêng của cái thành phố Huế. Vậy khi mà đặt ra yêu cầu cho người thiết kế thì chắc hẳn là anh cũng phải có những cái ý tưởng của riêng mình đúng không ạ? Đúng rồi. Khi mà có nhờ anh thi thiết kế thì đặt ra yêu cầu là đầu tiên là cái không gian mở để là lấy ánh sáng có năm. Thứ hai nữa là về là về cái kiến trúc là phải hiện đại nhưng mà không mất đi cái vẻ đẹp của Huế hay là cái vẻ trong đó còn nét tĩnh. Và anh thấy điểm đặc biệt của ngôi nhà này đấy cũng chính là cái đường mái mà mình được mở ra, là nơi mà gió có thể được thông thoáng cũng như là tạo được cái sự mát cho cái ngôi nhà này đúng không ạ?
À, đúng đấy. Khi đưa ra bản thiết kế là mình gọi ngoài thi là nhà mình là nhà hướng Nam. Thì kiến trúc sư rất là nhanh nhẹn là biết được là nhà hướng Nam là chắc chắn là sẽ là đón hướng gió. Yeah. Bắt đầu là đưa ra ý tưởng cho chủ nhà là phải đường luồng gió là thêm thông tầng. Yeah. Đó là điểm khác biệt. Yeah. Đến thời điểm này thì có phải rất là tâm đắc. Yeah. Nhất là về ánh sáng hoặc là về không gian. Vâng, em xin được cảm ơn anh và cũng chúc cho cả gia đình mình sẽ luôn có những khoảng không gian thật là đầm ấm và có những cái phút giây thật thư thái cũng như là trầm mặc ở ngay chính quê hương Huế của mình ạ. Sơn Spec chung tay cùng bạn. Tắt khi không sử dụng. 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 Chung tay góp sức cho cuộc sống tươi đẹp. Sơn Spec chung tay cùng bạn. Anh Thi thân mến, theo em được biết thì hướng Nam là một hướng rất là thuận lợi để chúng ta có thể đón những cái đường gió đi vào. Chính vì vậy là trong căn nhà anh vừa giới thiệu thì đã có những cái giải pháp rất là hiệu quả để tạo cái sự thông thoáng cho ngôi nhà. Thế nhưng nếu như ở những ngôi nhà khác với những cái hướng không thuận lợi bằng thì anh có đưa ra những cái giải pháp như thế nào ạ? Thì một cái nguyên lý chung cho cái công trình ở Huế này hay là ở cả cái vùng nhiệt đới thì thường thường là khí hậu nó khắc nghiệt. Nắng nóng bữa mùa hè và mưa nhiều vào mùa đông. Thì cái giải pháp là mình mở cửa nhiều xung quanh. Các cái cửa, các cái hướng gió tốt như hướng đông nam, đông nam mình mở nhiều. Nhưng mà mình vậy cũng có những cái cửa mình mở ra để cho gió nó lấy từ hướng nam và nó đi ra rồi nó thoát ra hướng kia. Hoặc là đặc biệt ngôi nhà này thì nó thoát ra bên trên. Và các cái đặc điểm khác như là tường bao quanh nên làm dày. Nó vừa cắt nhiệt mà vừa chống thấm. Mãi thì đưa nó xa. Vâng, xin được cảm ơn những giải pháp hết sức hữu ích của anh dành cho những khán giả của chương trình Không Gian Xanh. Thay mặt cho chương trình thì em có một kỷ niệm chương dành tặng cho anh. Mình xin cảm ơn hết và cảm ơn chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, những lời chia sẻ vừa rồi của kiến trúc sư Võ Quang Thi đã kết thúc chương trình Không Gian Xanh ngày hôm nay. Xin được hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chủ nhật tuần sau.